bữa tối của mình đam mê hải sản. Đây là món chấm chiêu ốc len xào dừa, xào huyết la cốt và ốc hương rang muối. Phải đi lấy túi đựng rác. Lần đầu làm món ốc len xào dừa này thành công mỹ mãn. Làm nước cốt dừa buổi chiều mua người ta hết rồi nên là mua cái trong hộp. Sắc quá, tự khen luôn. Đây là ốc hương rang muối xả. Nóng quá. Ốc hương với sầu huyết hôm nay to ghê. Sầu huyết thường vì làm đơn giản lắm, đổ nước sôi vô một lần, không còn nước đun sôi đâu nha, nước trong cái máy nước nóng lạnh là được, xong cho nó ngâm một lần cho nó nhẹ bớt cái dơ ra, xong đổ cái nước đó đi, rửa sơ qua sầu huyết, đổ cái nước sôi một lần nữa là nó chín rồi đó. Là chín để ăn rồi. Ăn như vậy thịt nó còn ngọt. Muối chấm chéo Tây Bắc này lên trên. Dùng cọng rau răm lên. Sao mình rang muối ra cái vị giống như ở ngoài tiệm rồi mà nó không được đóng cái muối tuyết lên. Hôm nào phải ra học lớn với một đi mặc cái lần xe ra.